Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đội tan. Nói gì về tin đồn là con rơi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh? Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cách đây một ngày trước khiến đông đảo khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Vào sáng ngày 6 tháng 3, lễ tang của cố nghệ sĩ đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc nhiều nghệ sĩ trình đám đến viếng và chia buồn với gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân còn đỏ khăn tang cho người cha nuôi. Tại tang lễ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân không giấu khỏi cảm xúc nghẹn ngào và xúc động. Dù vậy, ông vẫn luôn cố gắng để ý những công việc xung quanh. Khi nhận thấy có nhiều người mong muốn được thắp hương cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông đã tiến lại gần và lắng nghe nguyện vọng của tất cả khán giả. Ngay sau đây, chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận Vũ Luân, con trai nuôi của cố nghệ sĩ, để cập nhật thêm những thông tin xoay quanh cuộc sống lẫn quá trình hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trước truyền thông, Vũ Luân đã bất ngờ chia sẻ cảm xúc xoay quanh tin đồn nam nghệ sĩ là con rơi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Anh cho biết, khi đi hát, nhiều người cũng nói Vũ Luân là con nuôi và tôi cũng thừa nhận chuyện này. Tuy nhiên khán giả dưới tỉnh không tin và cho rằng tôi là con rơi của Vũ Linh vì tôi quá giống với ba. Tôi chỉ biết cười thôi và không dám nói gì nữa. Khi được hỏi về sự giúp đỡ của người ba quá cố trong việc hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ tâm sự thêm. Ba luôn sẵn sàng truyền nghề cho con cháu, trong đó có tôi và Bình Tinh. Tôi rất may mắn khi được ba dẫn dắt. Tâm nguyện của ba là muốn truyền nghề cho thế hệ sau, những người trẻ, để góp phần giữ gìn môn nghệ thuật cổ truyền của ba. Được biết thọ sinh thời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nhận nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân làm con nuôi để dạy dỗ, bảo ban và đỡ đầu ông trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Nghệ sĩ Vũ Luân từng chia sẻ với giới truyền thông về một kỷ niệm đáng nhớ với người cha nuôi. Một lần tôi làm sai một điều tối kỵ trong nghề, cha tôi đã bắt tôi quỳ gối 2 giờ, cho bỏ cái tật ham chơi, bỏ bây giờ tập dượt. Ban đầu tôi khóc vì cho rằng mình oan ức vì cha nuôi quá nghiêm khắc. Nhưng sau này tôi hiểu, nếu không có sự nghiêm khắc đó thì tôi không được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp mà suốt đời chỉ đi hát đám cưới, đám ma. Nghệ sĩ Vũ Linh vượt bạo bệnh để hát đến cuối đời. Thoại Mỹ đàn em của Vũ Linh nói nghệ sĩ từng từ chối phẫu thuật khi mắc ung thư vì sợ không hát được nữa. Sáng ngày 6 tháng 3, con hẻm nhỏ trên đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận vang lên câu hát từ chiếc loa đặt ở tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh. Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn, nức nở vằn trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp song lan, ai oán khúc tơ lòng. Tiếng hát da diết của cố nghệ sĩ trong bài vọng cổ buồn, sáng tác Minh Vi, khiến không ít người dự lời phiến cúi đầu xúc động, nhớ một thời lễ lần của ông Hoàng Tuồng Cổ. Theo nhà báo Song Minh, người thân quen của gia đình, 10 ngày trước khi mất, ông nửa tỉnh nửa mê ở bệnh viện. Đến sáng ngày 5 tháng 3, ông nói muốn được về nhà, qua đời trên chiếc giường quen thuộc của ông. Lúc pháp hối, nghe giọng nghệ sĩ Tài Linh, bạn diễn của ông, tạo thành cặp bài trùng lễ lần trên sân khấu một thời. Từ Mỹ gọi điện về khóc, ông chảy nước mắt. Sau đó Vũ Linh qua đời trong vòng tay gia đình, đồng nghiệp. Bên Vũ Linh những ngày cuối đời, nghệ sĩ Thoại Mỹ trên nước mắt mỗi khi nhắc lại kỷ niệm bên anh Năm, cái gọi thân thiết chỉ dành cho Vũ Linh. Suốt thời gian chống chọi ung thư thực quản, bác sĩ từng đề nghị phẫu thuật nhưng nghệ sĩ từ chối vì sợ ảnh hưởng giọng hát. Anh Năm là vậy, luôn tâm niệm sống chết với nghề. Với anh, khát khao được hát trước khán giả là hạnh phúc lớn nhất, Thoại Mỹ nói. Nửa tháng trước khi bệnh trở nặng, ông nhập viện vì đau và khó thở. Ông phát hiện mắc ung thư vài năm qua nhưng hạn chế tiết lộ bệnh tình vì không muốn người hâm mộ lo lắng. Những năm trị bệnh, Vũ Linh luôn cười nói lạc quan giữ niềm tin. Một ngày tái xuất sân khấu, thỉnh thoảng được mời đi hát chầu ở đình hầu tham gia vở diễn cùng đồng nghiệp, ông nén đau góp mặt. Hồi tháng 3 năm 2022, Vũ Linh, Mạnh Thường Quân cùng Thoại Mỹ và Đoàn Huỳnh Long khi ấy thấy cổ họng nghệ sĩ sưng to, sợ ông không hát được. Thoại Mỹ lo lắng hỏi thăm thì được ông động viên ngược. Lúc ông bước ra sân khấu chỉ khóc vì thấy nghệ sĩ hát như quên hết đau đớn, giọng vang rõ, dốc lòng phục vụ khán giả. Đó là một trong những lần cuối anh đứng trên sân khấu, Thoại Mỹ cho biết. Những ngày cuối, Thoại Mỹ và nghệ sĩ Bình Tinh, Võ Minh Lâm kề cận bên giường bệnh, cử chỉ nghề để ông quên đi nỗi đau. Nhiều khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đến tiễn biệt Vũ Linh. Bà Năm Thúy Kiều, 62 tuổi cho biết, từ Châu Đốc, An Giang, đón xe đến nơi là lúc 5 giờ sáng, khi được con trai bà báo tin nghệ sĩ mất hôm qua. Khán giả này lặng người, nhớ lại từng video cải lương bà xem đến thuộc lầu. Bà từng có duyên nhiều lần xem ông hát khi nghệ sĩ về Châu Đốc biểu diễn. Với tôi, ông là nghệ sĩ hàng đầu cải lương hơn 30 năm qua, bà nói. Theo tiến sĩ Lê Hồng Phước, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Linh là nghệ sĩ hiếm hoi diễn xuất sắc các tuồng cổ lẫn xã hội. Với cải lương tuồng cổ, ông đóng đinh dạng vai ghép văn với Lương Sơn Bá. Ghép võ thì không thể không nhắc đến vai Triệu Tử Long,
hay kép lão là nhân vật Nguyễn Địa Lô. Với tuồng xã hội, dấu ấn lớn nhất của ông là trong vở Cô Đào Hát. Trong tuồng này, ông đóng với Phương Hồng Thủy. Ở màn cuối, tâm lý cặp nghệ sĩ chuyển biến liên tục. Vũ Linh hóa điên, được Phương Hồng Thủy an ủi, rồi bỗng Vũ Linh tỉnh lại và Phương Hồng Thủy hóa điên. Cả hai đã đến đỉnh cao trong tài năng diễn xuất của họ nói riêng và ở mức thượng thừa của cải lương nói chung. Hai vai này đến nay vẫn chưa thấy có thế hệ kế thừa tiếp nối. Tiến sĩ Hồng Phước nói, nghệ sĩ Vũ Linh thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương Việt Nam. Ông tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, xuất thân trong gia đình nghèo khó, việc học hành gian dở. Năm 13 tuổi, ông theo học hát ở trường Văn Pháp, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Năm 1972, ông tham gia đoàn hát Đồng Ấu, Hoa Thế Hệ, lưu diễn các tỉnh. Một thời gian sau, ông về hát cho Gánh Hoa Anh Đào Kim Trưởng, được nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ánh Loan nhận làm đệ tử. Sau này, ông còn thọ giáo nghệ sĩ Minh Tơ, Thanh Tòng để hoàn thiện thêm về nghệ thuật ca diễn tuồng cổ. Năm 1981, ông trở về thành phố, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long. Đến năm 1988, ông cộng tác với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang 2. Từ đây, Vũ Linh thực sự bước lên đài vinh quang. Sau hơn 15 năm bôn ba đoàn tỉnh, thập niên 1990, Vũ Linh kết hợp với Tài Linh trở thành đôi nghệ sĩ Thanh Mai Trúc Mã, được đông đảo khán giả ngưỡng mộ vì lời ca lẫn diễn xuất hòa quyện. Khi tham gia Mưa Bụi, chương trình ca nhạc video ăn khách một thời, đôi song Linh mở rộng thêm thị phần biểu diễn, thu hút nhiều khán giả trẻ đến với cải lương. Ông được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 1997.